Xin chào chị nhá. Em Hiệp bên công ty vệ sinh TNH Việt Nam. Hôm nay là mùng 2 tháng 9 của năm 2022. Hiện tại thì em Hiệp đang có mặt tại trường Mầm non Việt Triều ở Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội. Hôm nay bên em có tổng vệ sinh cho cái sân, tổng vệ sinh cho cái trường Mầm non chất lượng cao Việt Triều để chuẩn bị mùng 5 khai giảng anh chị ạ. Thì hôm nay hạng mục vệ sinh bên em là bao gồm là có sân trường. Đấy, toàn bộ sân trường. Sân trường cũng khá là rộng. Và các cái đồ chơi liên quan đến sân trường rồi cổng trường, đây cổng trường đây anh chị ạ. Đấy. Lau toàn bộ cổng trường này. Và hành lang thì bên em cũng có mấy người đang làm ở tầng trên kia, tầng trong kia. Đấy. Thì nói chung dẫn anh chị đi xem tham quan một vòng quanh trường nhé. Thì nói chung là vệ sinh cái sân trường ấy, thì sân trường là chủ yếu là lâu ngày không được vệ sinh ấy, nó chủ yếu là rong rêu bẩn thôi chứ không có cái gì khó khăn cả. Chỉ cần anh chị đánh trà sàn và xịt rửa nước thôi. Còn đâu nếu mà anh chị muốn sạch hơn thì có thể là dùng thêm hóa chất là axit HCl. Đấy. Mời chị đi một vòng quanh quanh xem trường Mầm non Việt Triều. Okay. Đây là đội quân của TNH Việt Nam, Liên Minh. Bên em nhận vệ sinh quanh Hà Nội nhé, anh chị nhé. Quanh Hà Nội và toàn miền Bắc. Đây là toàn bộ sân trường. Đấy, đây là sân trường mà đã đánh này. Đây còn đây là cái chỗ mà nó chưa đánh này. Đây có một khoảng mà chưa đánh với cả đã đánh. Đây đã đánh thì nó khá là sạch, khá là mới. Còn đâu nếu mà chưa đánh thì nó sẽ như này anh chị ạ. Đấy, đấy, đây là khoảng chưa đánh này. Đấy, anh chị thấy có khác biệt không? Đấy, đằng xa xa kia chưa đánh. Chỗ này nó nhiều rong rêu bẩn quá. Đấy, ok. Đấy, ngoài ra bên em còn vệ sinh các cái nền hành lang cho trường học nha anh chị nhé. Thì có cả vệ sinh kính nữa này, có một cô đang vệ sinh kính này. Đấy. Đội quân của TNH Việt Nam. Đấy, cô làm kính khá là sạch ấy anh chị ạ. Cũng chẳng cần phải hướng dẫn gì đâu. Cô ơi, xong nhớ lau cái lèn đi nhá cô nhá. Lèn nó đang hơi ướt đấy. Ok, còn một đội trên tầng 2 chuyên tẩy sơn, nhưng mà thôi. Em quay ở phần dưới đây thôi. Phần chủ đạo mặt tiền. Chúc anh chị có một kỳ nghỉ mùng 2 tháng 9 vui vẻ nhá. Cảm ơn anh chị đã xem video của bên TNH Việt Nam của Liên Linh. Anh chị nếu mà thấy hay thì hãy cho em một đăng ký kênh nhá. Ok. Việt Triều. Đấy, đầu tiên là đánh sàn, xong rồi hai người quét và một bạn xịt nước thế thôi. Thì thực ra một người quét một người xịt cũng được, không cần phải hai người, ba người là được. Làm trong 2 ngày là xong anh chị ạ. Sạch đấy cô ạ. Sạch đấy. Đánh cái mép kia đi cô. Cái mép ở trong kia đánh đi. Lấy cái bùn nhùi đánh đi.